và tư vấn trồng hơi trồng điện. Lý Trần, tức là anh đang phân vân giữa trồng hơi và trồng điện đúng không? Để so sánh như này thì cho các bác dễ hiểu nhé. Trồng hơi và trồng điện thì mục tiêu cuối cùng nó vẫn chỉ là đánh là tiếng trầm, tiếng súp, đánh tiếng trống, tiếng huỳnh huỳnh. Còn trong gia đình thì mình sẽ dùng trầm nào? Hay nói về cấu tạo ấy, cấu tạo trước thì trầm hơi thì nó chỉ có một cái thùng và một cái củ bát thôi. Và muốn đánh được cái trầm hơi thì chúng ta sẽ phải dùng một cục đẩy và một cái vang số để cắt cái tiếng trầm. Còn cái trầm điện thì là sản phẩm nó được tích hợp tất cả, nó vừa là củ bát, nó vừa là thùng và nó vừa là âm ly mạch khuếch đại công suất bên trong, và nó vừa là mạch cách tần cắt tần số ở ngay trong loa siêu trầm rồi. Thì cái trầm điện thì nó sẽ hoạt động độc lập, không liên quan gì đến đục đẩy khác, âm ly khác, nó không tiêu tốn công suất của cái cục đẩy âm ly mà chúng ta đang phối ghép, nó chỉ lấy tín hiệu từ cục đẩy và âm ly xuống cục loa trầm là xong thôi. Thì cái tính linh hoạt và tính tiết kiệm chi phí và tính hiệu quả thì đánh giá về trầm điện nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn. Để cùng ra một tiếng trầm thì nó sẽ cái trầm điện nó sẽ linh hoạt hơn và nó phù hợp với gia đình. Phần lớn gia đình nhỏ thì mình dùng trầm bát 30, còn dùng không gian rộng mở thì đánh uy lực thì mình sẽ dùng trầm bát 40. Đây ví dụ như này con trầm 40. Còn cái trầm hơi thì sao? Trầm hơi thì nó thiên hướng cho những cái không gian chuyên nghiệp, ví dụ phòng hát, kinh doanh, phòng trà, quán bar, vũ trường, kể cả trong gia đình nhưng mà mình thích kiểu chuyên nghiệp như phòng hát chẳng hạn thì mình vẫn chơi trầm hơi. Nhưng tuy nhiên đi trầm hơi thì nó sẽ phức tạp hơn, như em nói là nó sẽ tốn kém chi phí đầu tư hơn, là mình mua cục đẩy riêng rồi mua vang số riêng đúng không? Thì nó sẽ tốt kém. Hoặc có thể bây giờ sẽ có những phiên bản mà đẩy liền vang tích hợp luôn cả chơi cả trầm hơi được thì nó sẽ đắt hơn so với cái bộ dàn bình thường. Những cấu hình bình thường ví dụ như là một bộ dàn đánh được trầm hơi thì nó sẽ thêm nhiều tiền nữa để mua cái cục đẩy ba kênh, đẩy liên vang ba kênh ấy. Nhưng tuy nhiên thì có cái ưu điểm là trầm hơi thì nó sẽ là thường đánh là trầm hơi 40 hoặc là trầm hơi 50, nhưng mà trầm hơi 30 thì không võ công để đánh trầm hơi đúng không? Vì nó không cần thiết. Thì cái trầm hơi 40 và 50 thì nó sẽ công suất nó mạnh hơn so với những cái dòng trầm điện cùng phân khúc, đặc biệt là dòng trầm hơi ấy, thì phục vụ cho những không gian rộng mở hoặc là những cái phòng hát mà thích theo đánh theo kiểu chuyên nghiệp như em nói, như là một cái quán bar, những một cái vũ trường, như một cái sân khấu biểu diễn mang vào trong gia đình ấy, thì những bộ dàn đấy thì sử dụng trầm hơi thì cái trải nghiệm âm thanh nó sẽ khác biệt hơn, đánh nó sẽ chuyên nghiệp, đánh sâu đánh lực. Trầm hơi thì nó sẽ có các chỉnh chuyên sâu hơn bằng những phần mềm, bằng những cái phần mềm trên máy tính bằng số, và đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ phải chi trả nhiều hơn. Thì chơi trầm hơi trầm điện thì nó còn liên quan đến rất nhiều yếu tố, ví dụ như là không gian nhỏ vừa thì mình chơi trầm điện thôi, hoặc là những người mà chi phí đầu tư thấp thì mình chơi trầm điện thôi cho nó linh hoạt, cho nó tiết kiệm chi phí và cho nó linh hoạt cho cái vấn đề về phối ghép. Nó dễ phối ghép hơn trầm điện, thì nó ghép âm ly được, cục đẩy cũng được, ghép bằng đó kéo cũng được, tiết kiệm chi phí, dễ sử dụng, đó, linh hoạt. Còn với trầm hơi thì nó sẽ dành cho những không gian chuyên nghiệp, như em nói đấy, là đầu tư có nhiều tiền hơn, đầu tư hơn, âm thanh nó phải chuyên nghiệp đẳng cấp như là trong phòng hát, tiền bạc thì nó sẽ đắt hơn đấy, nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có những trải nghiệm âm thanh nó sẽ chất lượng hơn, đấy, sống động hơn. Thì đó là hai cái chia sẻ về trầm hơi và trầm điện. Nếu mà chúng ta mà còn đang băn khoăn thắc mắc thì có thể nhắn tin riêng cho chúng em, gọi điện trực tiếp được, em sẽ tư vấn riêng cho. Okay, let's go.